Que é ruim rápido, né? Vamos tentar uma, né? Ok. Đây đang hút chân không luôn nè. Đây. Hút chân không mới lạnh. Đây hút chân không là nó về âm luôn nè, âm 30 nè đó, coi đồng hồ nè đó. Nếu mà không hút á thì nó là dương. Ok, đấu dây rồi vô. Sau khi hút chân không xong thì đợi một tí, đúng không, đợi một tí sau bắt đầu lấy mở lên nè, mở lên rồi nè, chạy mệt quá. Nét liền. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like và đăng ký hạ tiêu ủng hộ Chris Tiên Dừa và Tiên En. Bye bye.